Hello, chào mừng các em đến với kênh của Miss Thám English nha. Ngày hôm nay thì cô sẽ dạy cho các em tiếng Anh. Get ready for flyer. Lesson 3, Get ready for our flyers. Home. Second edition. Bay 7A. Đầu tiên chúng ta có phần word là từ các bạn. Cái này cái bàn là desk. Desk là cái bàn hả các bạn? Flat. Flat là tòa nhà, chung cư. Và cái này là cái gì các bạn? Lamp. Lamp là đèn. Hall. Hall là cái sảnh. Tiếp theo là shop. Soap. Xà phòng. Home. Home là nhà. Oven. Oven có nghĩa là lò nướng hả các bạn? Coin. Com là cái lượt. Hours. Hour là thời gian ha. Giờ. Fruit. Fruit là trái cây. AUX mode. Tiếp theo sẽ là cold. Cold có nghĩa là ho hả các bạn? Brush. Brush là bàn chải. Scarf. Scarf là khăn quàng cổ. Rồi tiếp theo nè. Hours. Hour là thời gian. Fruit. Fruit là trái cây. Cough. Cough là ho. Brush. Brush là bàn chải đánh răng. Scarf. Scarf là khăn quàng cổ. Blonde. Blonde là bông, là trồng hoa. Diary có nghĩa là nhật ký. Stamps. Stamp là con tem. Dress. Dress là cái đầm. Bread. Bread là bánh mì. Shell. Shell là cái kệ. Field là cánh đồng. Cloud. Cloud, đám mây. Phone. Phone là điện thoại di động. Floor. Floor là sàn nhà. Photo. Photo là bức ảnh. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển sang cho cô phần practice là phần luyện tập. Ở phần này các bạn sẽ must and write the word, nói đúng từ cho cô ha. Số 1 là desk. Số 2 sẽ là gì các bạn? Flat. Và số 3 sẽ là lamp. Số 4 là hall. Số 5 come. Shop, home, open. Rồi cái phần này các bạn sẽ viết đúng từ cho cô nha. Hour. Gì nữa? Như vậy là chúng ta đã brush, br ha. Rồi brush là trái cây. Forest là đánh. Diary là nhật ký. Land là hoa. Cách sử dụng. Shell là kệ. Shirt. Cái này là gì các bạn? Thread là cái đầm. Bread là bánh mì. Field là cánh đồng. Rồi tiếp theo là photo là bức hình. Floor là sàn nhà. Cloud và phone. Ở bài này chúng ta sẽ gạch chân cho cô những cái từ mới ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc cái lá thư các bạn. Dear diary.
Today was not a good day. We were late for school on our first day back after the holiday. Tại vì cô khan tiếng cho nên đọc nó hơi bị khó nghe xíu nha các bạn. Hôm nay không phải là một ngày tốt. Chúng tôi thì đã trễ học trong ngày đầu tiên trở lại kỳ nghỉ. Mom couldn't find her gì đây? Khi mẹ tôi không thể tìm chìa khóa again, we look after them. Rồi chúng ta hãy dựa vào những cái bức tranh này và chúng ta tìm về cho cô nha. Chúng tôi đang tìm kiếm chúng anywhere, ở bất kỳ đâu. And they were on fridge all the time. Và chúng thì ở trên cái tủ lạnh. Then mom said Harry had to comb his hair. Sau đó thì mom đã nói với Harry là phải chải đầu của anh ấy. We cycle to school but we all arrived very late and the teacher were angry with us. Our teacher were called Mr. Pepper. I don't like him very much. He always very unfriendly. After lunch, I had my music lesson. My music teacher wasn't happy because I didn't have my violin with me. I forgot to bring it to school, so I had to borrow one. Then some of the children in our class were very noisy in the classroom, so our teacher gave us a lot of homework. Now I can't go out anywhere this weekend because of all my homework. I think our teacher very unkind. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch cái đoạn này ra tiếng Việt cho cô nè. Hôm nay không phải là một ngày tốt. Chúng tôi đã trễ học trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ. Mẹ tôi thì không tìm được cái chìa khóa. Chúng tôi đang tìm kiếm chúng ở mọi nơi, nhưng mà chúng thì ở trên fridge là cái tủ lạnh. Sau đó mẹ tôi nói với Harry là phải chạy đầu. Và chúng tôi đã đi xe đạp đến trường và chúng tôi đã trễ và thầy giáo thì rất là giận dữ. Thầy giáo của chúng tôi gọi thầy Pepper. Tôi không thích anh ta nhiều nha. Anh ấy luôn luôn rất là không thân thiện, bởi vì sau giờ ăn trưa thì tôi có bài học âm nhạc. Thầy giáo tiếng âm nhạc của tôi thì không vui, bởi vì tôi không có đàn violin. Tôi quên mang đi đến trường, vì vậy tôi phải mượn. Sau đó một vài bạn học sinh trong lớp thì rất là ồn ào, vì vậy thầy giáo của tôi đã giao bài tập. Bây giờ tôi không thể đi đến đâu vào cuối tuần bởi vì tôi có rất là nhiều bài tập. Tôi nghĩ thầy giáo tôi thì không tử tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lesson 3 our home. See you next time.